Ôi, hai, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lần theo dấu vết mình đi trong giữa rừng nha. Giờ là trời đang mưa nha, trời đang mưa lớn luôn. Đó, bây giờ là lần theo dấu rồi, theo rồi đi đập phải nha anh em. Giữa rừng luôn. Đồ nghề. Chỉ có túi gọn lẹ thôi anh em ơi, chứ không có nhiều nha. Anh em hãy theo chân mình đi đập phải nha. Đây trời đang mưa ẩm thấp, ướt át. Kiếm được một cái chỗ đặt vất vả lắm nha anh em. Ráng kiếm được một cái điểm để đặt. Anh em theo hãy theo chân mình nha. Đó, trời đang mưa luôn, đang bão mưa lớn luôn nha nè. Trời mưa lớn luôn nha. Anh em thì thấy mình nói thẳng là mình kiếm cơm sống qua ngày thôi, thì anh em thấy mình hay thì anh em nhớ ủng hộ mình nha, để mình có thêm một cái động lực mình làm á. Rồi tới điểm nữa mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, đi. Trời đang đang mưa lâm râm, lắc rắc thọt nha.
dài không mọi người. Khó theo à. Mưa quá mưa rồi. Thôi để tới điểm cần quay tiếp cho mọi người. Mưa quá rồi. Tìm điểm điểm đặt cần quay tiếp cho mọi người xem. Đang mưa luôn nha mọi người. Trời mưa luôn nha, đang mưa. Đang mưa luôn nha. Nó mình lấy bọc ngủ mình trùm á, lấy bọc ngủ mình trùm cái máy lên. Quay cho mọi người xem luôn nha. Quá trời mưa. Mưa vậy không mà ngăn gì được hết cho mọi người. Để đây. Giờ mưa bão bùng rồi, quá trời mưa. Mưa lớn dữ lắm nha mọi người. Mưa lớn tới luôn rồi. Ướt nhẹp rồi. Ướt luôn rồi. Khóa xe giữa rừng, khóa xe luôn rồi, khóa cẩn thận nha. Đi không kiếm được nhiều tiền ở trên, mất chiếc xe khổ lắm nha. Đường này gài cũng ngon lắm mà bài. Mưa quá mưa. Tháng mưa này khó gài lắm mọi người. Mưa này gài bẫy khó gài lắm. Mình không phải kiếm cái địa điểm nào được mình dài mọi người. Mưa quá. Mưa quá mưa. Thì dòm tới đặt chỗ nào được. Cái này được không nhỉ? Cái này được. Đặt đèn trái mọi người. Đặt cái đèn trái. Rồi để em đặt tiếp xong quay tiếp cho mọi người xem nha. Đèn trái nha. Mình đặt xong cái bẫy nha bạn. Có cái bẫy mình đặt xong rồi nha. Đó. Bây giờ là hai cái đường đi nè. Nó ngay đường mòn nha mọi người. Lần theo dấu vết là theo cái đường mòn này đặt ngon lắm. Nó đường mòn này tối nay sẽ có kết quả nha mọi người. Mọi người nhớ tối nay nhớ đón xem nha. Sẽ có kết quả thôi. Đó, hôm nay là lần theo dấu vết. Rồi, đi ra luôn mọi người ơi. Đó, giờ đi ra mình đi về luôn mọi người. Theo dấu bữa nay từ nãy giờ là mình đặt chỉ có được có hai cái. Hai cái nha mọi người. Rồi ra xe về luôn mọi người. Rồi tới điểm nữa cái mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Thôi về luôn đi. Về đi. Bây giờ hôm nay là lần theo vết chỉ như đó thôi thôi mọi người. Phải dè lên nè. Tàu gỗ dè chuông lớn. Dè lớn quá lớn mọi người. Chuông á. Quá lớn luôn mọi người. Lột xác nó lên đây lột xác mọi người.